nó vi khuẩn đường ruột này thì hay đặc gặp ở trên những bệnh nhân có viêm phổi mà có bệnh nền là bệnh ác tính, hoặc là những bệnh nhân nghiện rượu, đặc biệt bệnh nhân xơ gan, thì thực sự chúng ta phải đánh những cái kháng sinh nào mà đánh trên vi khuẩn đường ruột. Sáng nay thầy Tuấn cũng đã nói những cái phần khó liên quan Klebsiella rồi. Thứ ba là vi khuẩn là tụ cầu. Vậy tụ cầu tí nữa thầy Ngọc sẽ có một bài riêng chia sẻ với các anh các chị về vai trò của MRSA và kháng sinh điều trị MRSA trong viêm phổi. Thì những cái bệnh nhân mà có tuổi cao, bệnh nhân có lọc máu, suy thận mạn, lọc máu chu kỳ, chúng tôi nghĩ là những cái yếu tố mà nguy cơ rất cao. Và cuối cùng là trực khuẩn mủ xanh. Trực khuẩn mủ xanh thì giãn phế quản, rồi là COPD, rồi bệnh nhân suy giảm miễn dịch, dùng corticoid dài ngày, đấy là những bệnh nhân có nguy cơ. Vì thế thì chúng tôi thấy là trên thế giới, các bác sĩ hô hấp cũng bắt đầu là tập trung vào trong vòng độ khoảng vài năm trở lại đây, cố gắng xây dựng các thang điểm khác nhau để phân tầng xem là bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không. Và tôi xin giới thiệu một cái nghiên cứu của người Nhật. Cái nghiên cứu này tôi thấy rất hay bởi vì thực sự là họ làm nó khá đơn giản và tôi thấy có hiệu quả. Đó là người Nhật khi mà bệnh nhân vào viện, nhập viện thì các bác sĩ ở Nhật thì người ta có chia thế này: nếu bệnh nhân mà nó có suy hô hấp cần phải thở máy cho vào ICU. Thế còn nếu mà bệnh nhân giữ lại ở nội hô hấp thì người ta sẽ phân mức độ nặng của viêm phổi và người ta có đánh giá xem bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc hay không. Ví dụ như là bệnh nhân dùng kháng sinh trước đó, bệnh nhân có thể trạng suy kiệt, nhiều bệnh đồng mắc, bệnh nhân dùng các phác đồ ức chế miễn dịch dài hạn. Và người ta điều trị như thế này, nếu mà bệnh nhân nào có những yếu tố nguy cơ đấy thì cho dù là viêm phổi nhẹ, người ta cũng điều trị như là một viêm phổi bệnh viện. Còn nếu mà nặng mà không có yếu tố nguy cơ kháng thuốc thì người ta cũng dùng những loại thông thường như Cefa3 kết hợp với Macrolide hoặc là Quinolone. Người ta điều trị đơn giản như thế, nhưng mà cái tỷ lệ phù hợp với vi sinh sau đó chúng tôi thấy rất bất ngờ, lên đến 93%. Tất nhiên cái kết quả này còn phải kiểm chứng ở điều kiện Việt Nam, nhưng chúng tôi nghĩ là gì? Là nếu chúng ta phân tầng bệnh nhân cẩn thận thì có lẽ cái phác đồ nhiều lúc chúng ta cần mạnh tay chúng ta sẽ mạnh tay, nhưng những cái trường hợp đơn giản chúng ta cũng không thể, tức là cũng không quá mạnh tay được. Vì thế trong hướng dẫn thì đến Hội Lồng ngực Hoa Kỳ năm 2019 cũng nhấn mạnh lại là các bác sĩ nên tầm soát nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh và MRSA. Và trên cơ sở đó, nếu những bệnh nhân có những yếu tố nguy cơ đó thì chúng ta sẽ cho những kháng sinh kiểu dự trữ hơn. Đánh trực khuẩn mủ xanh thì mọi người cũng biết rồi, nhất là ceftazidim, mạnh hơn nữa là pipetazo, mạnh nhất là carbapenem. Đúng không ạ? Đấy, còn cái đấy cũng không đơn độc được, bao giờ cũng phải phối hợp với quinolone như Cipro hoặc Levo, hoặc là phối hợp với aminosid như là tobramicin hoặc amikacin. Thì còn đánh tụ cầu thì chúng ta có vanco và linezolid. Đấy, như vậy là tùy trường hợp. Đấy, tùy trường hợp để chúng ta, nếu mà những bệnh nhân có nguy cơ nhiễm vi khuẩn kháng thuốc thì không thể nào chúng ta nhẹ tay ngay từ đầu được. Vì thế tôi xin để lại cái slide, nó hơi phức tạp một chút. Tôi rất thích cái slide này, tôi đi vào chi tiết thì hơi khó vì thời gian hạn chế. Là up to date, người ta cũng phân loại rất là cẩn thận. Khi bệnh nhân viêm phổi cộng đồng mà vào viện với chúng ta đánh giá hai yếu tố nguy cơ. Yếu tố nguy cơ thứ nhất là yếu tố nguy cơ mà nhiễm trực khuẩn mủ xanh. Và nếu bệnh nhân có yếu tố nguy cơ nhiễm trực khuẩn mủ xanh, chúng ta sẽ cho các kháng sinh chống trực khuẩn mủ xanh như tôi vừa kể tên lúc nãy. Và bảng thứ hai, kiểm tra yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu. Và nếu yếu tố nguy cơ nhiễm tụ cầu, chúng ta cho bổ sung các kháng sinh chống tụ cầu. Đấy, như vậy là có lẽ cái thông điệp của chúng tôi, cái thông điệp thứ hai là cái phân tầng đánh ống tay trò rất quan trọng. Yếu tố thứ ba, chúng ta cần vi sinh. Chúng ta cần vi sinh nhưng thực sự là chúng ta không có vi sinh ngay. Đấy, không phải lúc nào chúng ta cũng có vi sinh. Những cái dịch tễ kháng thuốc tại khoa, tại Việt Nam của mình là đóng vai trò rất quan trọng. Và trên cơ sở đó nó mới định hướng được là chúng ta dùng kháng sinh liệu guideline của Tây có liệu áp dụng được cho điều kiện Việt Nam hay không. Thì chúng tôi thấy là tổng kết của các thầy tại thời điểm hiện tại thì ở Việt Nam chúng ta vẫn căn nguyên vẫn là phế cầu, vẫn là mấy cái loại vi khuẩn đấy, là vi khuẩn nội bào. Nhưng tôi xin lưu ý, cái vi khuẩn của Việt Nam nó hình như nó cứng đầu hơn so với thế giới. Kết quả tổng kết này là kết quả không đầy đủ, tức là nó có chưa thực chất đại diện của thầy Hùng Vân làm. Nhưng nó gợi ý, ví dụ phế cầu chẳng hạn. Phế cầu vẫn còn nhạy cảm với beta-lactam, vẫn còn nhạy cảm với penicillin. Nhưng tôi xin lưu ý ở đây là giá trị MIC nó cao. MIC của nó là từ 1 trở lên. Mà nếu từ 1 trở lên chúng ta nhìn thấy cái tổng kết đây, chúng ta có nguy cơ thất bại điều trị. Vì thế chúng ta hiểu cái căn nguyên kháng thuốc của phế cầu là nó, cái mic nó cao như thế là vì nó giảm cái ái lực gắn của kháng sinh beta-lactam, với cái đích tác dụng của nó là nó bị giảm đi. Vậy chúng ta làm bằng cách nào? Chúng ta phải tăng liều kháng sinh. Tăng liều kháng sinh beta-lactam sẽ lấy lại được lại cái việc giảm gắn với cả đích tác dụng của nó. Thứ hai là Macrolide. Macrolide bây giờ chúng ta bị kháng nhiều quá rồi, phế cầu nó chả kháng 80% và kháng theo cái cơ chế là thực sự là bây giờ tóm lại không lấy lại được, bởi vì nó đột biến vào ribosome, tức là đột biến vào cái đúng cái vị trí gắn của kháng sinh Macrolide. Và những cái bệnh nhân mà ví dụ đã có tiền sử sử dụng Macrolide trong vòng vài tháng trước đó, bệnh nhân nào đã kháng beta lactam thì đồng thời luôn mất luôn tác dụng của Macrolide. Người cao tuổi trên 65 tuổi, hoặc là trẻ con dưới 5 tuổi, hoặc là viêm phổi có nguồn gốc từ mũi xoang, hoặc là nguồn gốc từ tai giữa, nếu sau đó viêm phổi thì nguy cơ kháng Macrolide là cao hơn. Và kháng Macrolide thì chắc chắn cái hiệu quả điều trị nó sẽ đe dọa đến hiệu quả điều trị.
Và vì thế thì hướng dẫn của ATS cũng dẫn rất rõ. Ở các nước thì người ta vẫn có thể dùng macrolide đơn độc, nhưng các thầy trong hướng dẫn của Bộ Y tế, các thầy đã nói là thực sự tỷ lệ nó kháng cao quá, chúng ta bây giờ không thể là cái vùng mà kháng macrolide dưới 25%, vì thế không có macrolide để đơn độc trong điều trị viêm phổi nữa. Vậy macrolide nó chủ yếu sẽ dùng để bao vi khuẩn nội bào, đúng không ạ? Và đặc biệt trong những trường hợp mà nhiễm khuẩn cho vi khuẩn đồng mắc, là những bệnh nhân có bệnh đồng mắc nó kèm, thì như vậy là lúc đấy phác đồ ưu tiên sẽ là một kháng sinh beta lactam kết hợp với cả một kháng sinh macrolide. Và gần đây thì người ta thấy macrolide mặc dù nó bị kháng nhưng nó có thêm vai trò nữa. Nó cái vai trò này không phải vai trò kháng sinh, mà là vai trò của nó là nó là làm giảm các độc tố của vi khuẩn. Đấy, nó ức chế tổng hợp protein. Và thứ hai nữa là nó có thể có khả năng điều biến miễn dịch, nó làm cho hệ miễn dịch nó nhận biết được vi khuẩn và nó cái cơ chế miễn dịch nó tăng được căng cường lên. Vì thế đấy là lý thuyết, nhưng thực hành lâm sàng thì người ta thấy là nếu mà chúng ta phối hợp beta lactam với cả macrolide, tỷ lệ tử vong có thể giảm đi, kể cả trên những bệnh nhân mà viêm phổi nặng phải nhập viện, và kể cả viêm phổi trung bình ở mức độ trung bình đấy, thì như vậy trong trường hợp đó phối hợp với macrolide nó cũng đem lại những cái lợi ích lâm sàng nhất định. Vì thế, chính vì thế nên là trong phác đồ điều trị, các anh chị để ý, các thầy bao giờ cũng sẽ viết là bây giờ sẽ là gì? Những cái bệnh nhân mà có không, tất nhiên trừ chủ khuẩn mù xanh, thì những cái bệnh nhân mà có bệnh đồng mắc thì thông thường là sẽ phối hợp beta-lactam với cả macrolide. Và thậm chí trong hướng dẫn của ATS tôi thấy là có sự thay đổi, là từ 2019 so với cả 2007 là người ta ưu tiên phối hợp beta-lactam với macrolide hơn là beta-lactam với cả quinolone. Thế cái quinolone thì tôi thấy, tôi không có chê cái này nhưng mà tôi hơi ngại một cái là tổng kết, vì mình dùng Levo nó nhiều quá nên cái tỷ lệ hiện nay nó bắt đầu kháng. Cái tổng kết này tôi xin nói là không có tích trạng đại diện cho Việt Nam nhé, nhưng thực sự những cái dữ liệu ban đầu mà thầy Hùng Vân và các thầy ở hội phổi tổng kết, chúng tôi thấy thực sự lo ngại, nó kháng đến 20%. Và kháng đến 20% thì chính vì thế up to date cũng nói là quinolone hô hấp rất quan trọng, nhưng nên được dự trữ cho những trường hợp có nguy cơ kháng thuốc và hay cho những bệnh nhân có tiền sử dị ứng beta lactam. Đấy thì đấy là phác đồ mà liên quan đến sự phác đồ. Thế bây giờ tôi sẽ sang cái phần thứ hai, đó là chọn kháng sinh rồi, phối hợp rồi, nhưng liều thế nào. Nguyên tắc của chúng ta là không được thiếu liều. Và chúng ta, kháng sinh của chúng ta có 3 loại. Loại mà phụ thuộc vào nồng độ là quinolone, là aminoxid, và loại phụ thuộc vào thời gian là beta-lactam. Thì rõ ràng mỗi loại nó sẽ có dược động và dược lực nó khác nhau. Ví dụ như loại aminoxid thì nó cứ liều càng cao, nồng độ đỉnh càng cao thì diệt khuẩn càng mạnh. Thế còn loại beta-lactam thì cái thời gian telonomic là càng dài thì hiệu quả càng lớn. Nhưng mà sáng nay thì thầy Tuấn cũng và chiều hôm qua bác sĩ Giáp cũng đã nhắc nhở mọi người đấy, là khi điều trị cho bệnh nhân nặng thì chúng ta đặc biệt phải để ý xem là cái bệnh nhân đấy có cái yếu tố gì làm thay đổi thể tích phân bố hay không. Bởi vì nếu làm tăng thể tích phân bố thì nồng độ kháng sinh nó sẽ bị loãng và chúng ta phải tăng liều kháng sinh. Vậy những bệnh nhân nào béo, thừa cân, bệnh nhân nào có sốc, bệnh nhân nào giảm albumin máu đấy, là các chị hết sức lưu ý là những bệnh nhân đấy sẽ bị tăng thể tích phân bố. Và tăng thể tích phân bố thì đây, cái nó giảm Cmax và nó giảm AUC. Thứ hai, các anh các chị để ý cho thận của bệnh nhân. Thận của bệnh nhân đóng vai trò rất quan trọng vì thận là nơi thải trừ kháng sinh. Vậy cái ông nào mà tăng thay thải thận thì nó sẽ bị rút ngắn cái thời gian telonomic, nó làm giảm tác dụng của beta lactam và nó làm giảm AUC nữa. Vậy tất cả anh nào mà họ phụ thuộc AUC sẽ bị ảnh hưởng. Và cuối cùng chúng ta còn phụ thuộc vào con vi khuẩn nữa, cái này chúng ta không quyết định được. Đấy, mix của vi khuẩn mà lớn thì cái mẫu số mà nó tăng lên thì chắc chắn là chúng ta dùng liều phải tăng lên. Thế thì nhưng mà đấy là chúng ta dùng kháng sinh là tĩnh mạch, nhưng mà cái chỗ mà chúng ta cần điều trị là nó thấm vào phổi, đúng không ạ? Và như vậy là nó thấm vào phổi đủ nồng độ trong dịch lót biểu mô phế nang thì nó mới có tạo ra các hiệu quả về vi sinh, từ hiệu quả vi sinh mới tạo ra hiệu quả lâm sàng được. Vậy thì chúng tôi cũng điểm lưu ý thứ hai là khả năng thấm của kháng sinh vào mô phổi thực sự nó cũng không được như chúng ta mong muốn. Tôi xin để lại cái bảng này để mọi người nhìn thấy cái tỷ lệ của nó. Thông thường chỉ là khoảng 20-30% so với nồng độ trong máu thôi. Như vậy là chúng ta càng phải cố gắng hơn nữa. Và khi thấm được vào phổi rồi, không phải lúc nào cũng ngon lành. Bởi vì điều kiện ở tại phổi có những cái, ví dụ ổ viêm, pH thấp, yếm khí, rồi mủ, chất tiết, nó làm giảm rất nhiều hoạt tính của aminoxid. Nên là tôi thấy là cái aminoxid nó rất hay, nhưng mà thực sự là cái hiệu quả trong điều trị viêm phổi nó sẽ giảm dần. Nếu trừ khi chúng ta phải dùng liều cao. Mà liều cao thì như sáng nay thầy Tuấn nói là phải đo nồng độ thuốc trong máu, chứ nó không chỉ sợ độc thận. Chứ còn nếu chúng ta dùng liều bình thường thì hiệu quả như này, thấm đã kém rồi vào có khó khăn hơn. Thứ hai là nếu mà trong trường hợp có áp xe, có kỵ khí ở trong đó, nhiều khi chúng ta dùng Cefa3 chúng ta thấy là trả lời, là kết quả là kháng sinh độ nhạy cảm nhưng chả thấy nó hiệu quả gì cả. À, bởi vì là cái kỵ khí đấy bình thường có thể nó không gây bệnh, nhưng nó tiết ra beta-lactama rồi nó làm mất tác dụng của Cefa3 của chúng ta. Và cuối cùng, khi ổ mủ và ổ áp xe mà lớn quá, các chị đừng có trông chờ vào kháng sinh không. Bởi vì lúc đấy các kháng sinh đa phần nó sẽ bị hoặc là giảm tác dụng, thậm chí bị bất hoạt như là beta-lactam. Thì lúc đấy chắc là chúng ta phải phối hợp kháng sinh hoặc là chúng ta phải xử lý tại chỗ cho bệnh nhân thì mới giải quyết được.
Và cái điểm lưu ý cuối cùng đấy là liên quan đến chọn kháng sinh thì có lẽ các anh các chị cũng tránh một số cái mà nó tổn hại phụ cận. Hôm qua thì tôi thấy để ý phần bác sĩ Giáp cũng đã phân tích rồi, tức là có nhiều kháng sinh rất quen thuộc với chúng ta trong thực hành, Cefaba, Quinolone, chúng ta không phải là không dùng nó, nhưng mà nếu chúng ta dùng nhiều quá nó có một cái tác động lên vi hệ ở phổi đấy, cùng các cái can thiệp mà chúng ta can thiệp vào ở trên bệnh nhân nữa, và nó ảnh hưởng rất xấu đến vi hệ ở phổi, và khi vi hệ ở phổi bị ảnh hưởng thì tình trạng đề kháng kháng sinh sẽ tăng lên. Vì thế thì giải pháp của chúng ta sẽ là thế nào? Đối với cái beta-lactam thì tôi xin nhấn mạnh lại là beta-lactam tại thời điểm hiện giờ nó vẫn nhạy cảm, phế cầu vẫn nhạy cảm, nhưng hình như tỷ lệ nhạy cảm giảm dần. Vì thế giải pháp tăng liều là giải pháp đầu tiên các bác sĩ phải nghĩ đến. Tăng liều một lần, đấy, khi mà chúng ta bình thường chúng ta dùng 1 gram, trường hợp không đáp ứng chúng ta tăng lên 2 gram, nhưng 2 gram là liều tối đa của Cefa. Thứ hai, đấy, ví dụ tôi lấy Amoc chẳng hạn, ngày xưa chúng ta có 500, 625, bây giờ phải 1000, đúng không ạ? Lý do tại sao? Bởi vì chúng ta cứ càng tăng cái liều Amoc nhưng mà chúng ta không tăng hàm lượng acid ravulanic thì cái khả năng bao phủ được vi khuẩn gây bệnh, ví dụ chúng ta dùng 2 gram 2 lần một ngày, chúng ta bao phủ được vi khuẩn gây bệnh có mic bằng 8. Còn nếu chúng ta chỉ dùng cái 500 như 3 lần hay 2 lần một ngày như ngày xưa, chúng ta chỉ bao phủ được những vi khuẩn có mic bằng 1 thôi. Vậy nếu mà con vi khuẩn mà nó mic tăng lên thì chắc chắn phải tăng liều. Và khi tăng liều thì người ta mới cho phép giảm số liều lần dùng thuốc. Đối với cả Amoc, chỉ khi tăng liều 1 gram một lần mới được phép sử dụng 2 lần một ngày. Và khi giảm số liều như thế thì người ta nói là giảm cái số cửa sổ điều trị, cửa sổ chọn lọc đề kháng. Mọi người biết là cái lúc mà kháng sinh mà đến lần sát cái lần tiếp theo bệnh nhân dùng đấy thì nồng độ kháng sinh nó rơi xuống rất thấp, và tại đoạn này thì vi khuẩn nó bắt đầu ngọ nguậy, nó bị cái tác dụng ức chế nó giảm dần. Vậy nếu chúng càng tạo ra nhiều cửa sổ như này thì cửa sổ chọn lọc đề kháng càng tăng lên. Thế và chính vì thế thì tôi rất hy vọng là sắp tới chúng ta sẽ có viên 2 gram Amoc, nhưng 2 gram Amoc là nó phải giải phóng kéo dài, chứ nó người chúng ta uống không hấp thu 2 gram Amoc được. Vậy thì nó sẽ giải phóng được khoảng hơn một gram Amoc đầu tiên đã, sau đó nó giải phóng phần còn lại kẻ còn kéo dài. Đấy, thì chính vì thế trong cái phác đồ của ATS 2019 thì các anh các chị cũng nhìn thấy là có cái phác đồ mà là phối hợp beta lactam đấy, trong đó Amoc là hai lần một ngày. Rồi, ngoài ra thì tăng liều là một giải pháp rồi, nhưng mà chúng ta cũng chú ý đến cái số lần đưa thuốc nữa. Bệnh nhân càng nặng chúng ta càng phải tăng số lần đưa thuốc, vì beta lactam nó thải nhanh lắm, nó một lúc sau là nó thải hết ra ngoài thận rồi. Vì thế thì tôi rất khuyến khích là nặng bình thường là mỗi 12 giờ, nhưng nặng hơn là mỗi 8 giờ, nặng hơn nữa là mỗi 6 giờ. Chúng ta đừng ngần ngại tăng cái số liều của beta lactam trong ngưỡng cho phép, bởi vì tăng số lần dùng thuốc sẽ làm tăng hiệu quả điều trị. Nhóm thứ nhất là tôi nói về beta lactam, nhóm thứ hai tôi nói rất nhanh là quinolone. Quinolone thì nó phụ thuộc AUC, cái này thì các bác cũng rõ rồi. Muốn tăng được AUC, tăng hiệu quả là phải tăng liều. Đấy, bởi vì AUC bằng liều chia thanh thải. Thế thì level chúng ta rõ rồi, chúng ta thống nhất với nhau là như vậy, chúng ta có liều 750 và liều 500 x 2. Với cái liều đó thì cái điều trị người ta cũng đã chứng minh được là trong viêm phổi cộng đồng thì khi chúng ta tăng liều lên thì nó cho phép rút ngắn thời gian điều trị mà hiệu quả là tương đương. Vì thế thì các hướng dẫn điều trị tại thời điểm hiện tại đều thống nhất cái chế độ liều cao cho viêm phổi đối với levofloxacin. Cái phần cuối cùng chúng tôi muốn nói ở đây đó là chuyển từ tiêm sang uống. Thực ra các bác sĩ rất ngại làm cái việc này, bởi vì nếu mà bệnh nhân đang ổn thì cũng không ai muốn chuyển sang uống cả. Nhưng người ta có một nguyên tắc là lúc đầu vào bệnh viện thì bao giờ chúng ta cũng dùng cái tĩnh mạch. Nhưng chúng ta hình dung nếu chúng ta chọn kháng sinh đúng độ khoảng 5 ngày sau thì bệnh nhân đỡ rồi. Nhưng chúng ta chưa cắt được kháng sinh, phác đồ độ khoảng 7 đến 10 ngày. Thế thì liệu chúng ta có đổi được sang uống hay không? Thì đổi sang uống thì đầu tiên nó phải có điều kiện về bệnh nhân đã. Hội đồng người Hoa Kỳ 2007 cũng đã chỉ rõ là đây là những cái điều kiện cần thiết. Thứ nhất phải cắt sốt ít nhất là 1 ngày. Thứ hai là không có bất thường gì cả, tóm lại nhịp tim, nhịp thở, bão hòa oxy rồi không có một cái gì theo nữa cả, không có cái gì bất thường. Thứ ba là bệnh nhân ăn uống bình thường, hấp thu được thuốc, thì đấy là điều kiện đầu tiên về bệnh nhân. Thứ hai, nhưng mà không phải kháng sinh nào cũng đổi được. Các bác chú ý giúp cho chúng tôi là dược thì chia kháng sinh thành 4 nhóm theo kiểu hấp thu. Loại thứ nhất là đổi tốt nhất, loại này là hấp thu trên 90%, uống ngang với tiêm tĩnh mạch. Vậy đó là Levo, đó là Moxi, đó là Linezolid, đó là Bactrim Cochimoxazole. Đấy, như vậy là các bác nếu mà dùng những cái này thì thực sự là một uống các bác truyền như thế nào thì uống như thế. Tất nhiên là cái kháng sinh nó phải tương đối cẩn thận, tử tế một chút thì cái hấp thu nó sẽ đảm bảo. Thứ hai là kháng sinh nhóm thứ hai là chúng ta hấp thu 80%, vậy chúng ta tăng liều được để bù lại cái phần đó. Như vậy ví dụ Cipro chẳng hạn, 400mg sẽ bằng 500mg, 400 tĩnh mạch thì bằng 500mg uống. Đấy, các bác cứ đổi như vậy. Nhóm thứ ba thì chúng tôi chỉ khuyến cáo khi mà bệnh nhân rất ổn, tức là bệnh nhân nhiễm khuẩn nhẹ và miễn dịch của bệnh nhân ổn mới đổi được. Đó là nhóm ví dụ Ampi-Amoc kết hợp với chất ức chế hoặc Cefuroxim chẳng hạn. Ví dụ các bác dùng Cefuroxim là 750mg 3 lần một ngày
Đấy, thì nếu mà chúng ta đổi sang uống thì chúng ta dùng 500 mg đến 1 gram 2 lần một ngày, tức là liều tối đa của đường uống thì sẽ bằng cái đoạn tiêm tĩnh mạch trước đó. Nhưng mà xin lưu ý là phải bệnh nhân phải rất ổn và miễn dịch bình thường. Thế thì đổi đường tiêm sang uống thì hiệu quả sẽ tăng, tử vong sẽ giảm, thời gian điều trị sẽ giảm, chắc chắn là tiền sẽ giảm và còn lợi nhiều thứ nữa. Và chính vì thế thì người ta cân nhắc, người ta thấy là thế này, là ở Nhật người ta ước tính ở hô hấp của chúng ta trong viêm phổi cộng đồng khoảng 30% bệnh nhân có thể đổi sang uống được. Chúng tôi cũng rất mong muốn là các bác sĩ cân nhắc cái điểm đó để nó nhẹ nhàng bớt cho bệnh nhân. Nhưng khi đổi sang uống thì các bác sĩ nhớ chú ý tránh cái tương tác, không thì nó sẽ bị phí mất cái phác đồ của mình. Đặc biệt các kháng sinh nó không ưa kim loại, cứ gặp kim loại là hấp thu của nó tạo phức, là hấp thu nó giảm đi. Vì thế tất cả những cái gì có sắt, có canxi, có nhôm, có magie, vân vân là chúng ta phải uống cách xa ít nhất là 2 giờ. Không thì như trường hợp của Levo, trong trường hợp này thì gần như là không có kháng sinh hấp thu vào máu. Đấy. Thế như vậy thì tôi xin kết luận bài này. Bài này thì chúng tôi mong muốn là từ góc độ của dược thì muốn trao đổi với các chị là thực sự cái điều trị nhiễm khuẩn hô hấp, kể cả nhiễm khuẩn hô hấp cộng đồng, thì chúng ta cần điều trị đúng. Thì điều trị đúng thì nó liên quan đến chẩn đoán, nó liên quan đến đánh giá bệnh nhân để lựa chọn phác đồ, nó liên quan đến liều dùng và nó liên quan đánh giá bệnh nhân để điều chỉnh phác đồ sau đó. Thì tôi cũng rất mong muốn là trong tương lai thì chúng ta sẽ có những vấn đề đó được lưu ý trong quá trình điều trị. Và chính vì thế thì trong cái hướng dẫn chẩn đoán điều trị viêm phổi cộng đồng thì các thầy cũng có giao nhiệm vụ cho chúng tôi, thì chị Phương sẽ trình bày kỹ hơn là có riêng một cái chương về dược. Tất cả những cái gì mà chúng tôi đã trình bày vừa rồi thì nó được thể hiện trong cái chương ở dược đó. Cảm ơn các anh các chị ạ.